tục đến với diễn biến bộ phim Đại Chúa Tể. Sau khi chiến thắng Liễu Dương, Mộc Trần liền thu được tư cách tiến vào thiên giới. Ngay buổi sáng hôm sau, hắn kéo Thiên Nhi tỷ đến Linh Quyết Thất làm gì đó. Hai tháng trước, hắn theo Mạc Sư lên lầu 2 và phát hiện một bộ linh quyết rất thú vị. Nhưng bởi vì phải là học sinh lâu năm mới được mượn tu luyện, mà hắn thì còn rất lâu nữa mới có đủ tư cách. Vậy nên, hắn muốn nàng ta mượn giúp mình quyển linh quyết này. Sau khi Mộc Trần lấy nó ra ngoài, Thiên Nhi cũng bất ngờ, xem màu sắc thì nó chính là linh quyết Xâm La Tử Ấn có tính nguy hiểm. Nàng không muốn Mộc Trần tu luyện thứ này. Trước đó có hai vị học viên thiên giới cũng vì tu luyện nó mà suýt chút nữa biến thành phế nhân luôn. Mộc Trần cũng đã nghe nói qua, tu luyện Xâm La Tử Ấn cần linh lực bá đạo. Hai vị học trường kia là vì linh lực thiếu sự bá đạo nên mới thất bại. Vừa vặn linh lực của hắn rất bá đạo nên có thể thử tu luyện nó. Thiên Nhi tỷ vẫn không đồng ý, vì lý do an toàn nên nàng sẽ không giúp hắn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Mộc Trần vẫn cố gắng năn nỉ và hứa sẽ tu luyện cẩn thận. Đúng lúc nàng ta đang mềm lòng định trợ giúp thì một nữ nhân khác đi tới. Nữ tử này là Hồng Lăng, người trước đó vẫn đứng cùng chỗ với Liễu Mộ Bạch. Hồng Lăng tỏ vẻ nhiệt tình muốn giúp đỡ. Thiên Nhi thấy vậy, lập tức cắt lời đối phương và đồng ý giúp đỡ Mộc Trần. Hiển nhiên là nàng không muốn nữ nhân này quá thân mật với hắn. Mộc Trần cũng không muốn dây dưa nên từ chối hỗ trợ. Thiên Nhi cho biết mẫu thân của Hồng Lăng là vực chủ của Hồng Vực, luôn thích đặt cược giữa hai bên Liễu Vực và Mộc Vực. Cô ta cũng muốn xoay trái xoay phải. Thân mật với Liễu Mộ Bạch lâu như vậy, bây giờ lại tới lấy lòng Mộc Trần. Nàng nhất quyết không để cho cô ta toại nguyện. Sau khi được Thiên Nhi mượn giúp, Mộc Trần lập tức muốn đi tu luyện thử. Nhưng Thiên Nhi lại yêu cầu mình phải ở bên cạnh theo dõi, không thể để hắn tu luyện một mình được. Nơi thích hợp tu luyện có linh khí sung túc sẽ an toàn hơn chút. Thiên Nhi dẫn hắn đến tụ linh trận cấp 3, nó là trọng địa tu luyện của Bắc Linh Viện. Linh khí nơi đây vô cùng dày đặc, chỉ có học viên thiên giới mới được vào. Bắc Linh Viện phải bỏ ra cái giá lớn mở linh trận sư của Ngũ Đại Viện tới bố trí. Đây cũng là tòa tụ linh trận cấp 3 duy nhất của Bắc Tiên Cảnh. Tốc độ tạo ra linh lực ở đây nhanh hơn xa so với bên ngoài. Hắn tu luyện ở đây có lẽ sẽ giảm bớt nguy hiểm. Thiên Nhi dẫn hắn đến trung tâm, đó là nơi có linh khí dày đặc nhất. Ở nơi này cũng có một vài tên học viên tu luyện, bọn họ đều quen với Thiên Nhi. Một vài người cũng nhận ra Mộc Trần. Cũng có người ghen tị vì nàng ta và Mộc Trần tỏ vẻ thân mật. Trong đó có kẻ tên là La Thống. Không có chuyện thì bớt tới trêu chọc gã thì hơn. Thời điểm gã còn chưa 18 tuổi thì đã tiến vào cảnh giới linh luân cảnh rồi. Không có mục tiêu cũng là vò mè không sợ vỡ, gã thường xuyên lười biếng kiếm chuyện. Tới tụ linh trận này mà không lo tu luyện, như đi chơi vậy, ai đi kiếm chuyện với gã là người đó xui xẻo. Thiên Nhi đưa cuộn linh quyết cho Mộc Trần rồi hắn bắt đầu tu luyện. Chỉ thăm dò qua một chút, hắn ta có thể lĩnh ngộ được. Bắt tay vào tu luyện, linh khí liên tục bị hắn hấp thu. Nhận thấy quá trình vô cùng thuận lợi, Thiên Nhi cũng muốn thử nhưng không thành công. Hắn bây giờ giống như một cơn lốc, liên tục hút toàn bộ linh khí khiến các học viên đang tu luyện cũng bị giật mình. Mộc Trần cảm thấy tình thế không đúng lắm. Tốc độ hấp thu linh khí đột nhiên nhanh hơn nhiều, uy lực từ linh quyết nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắn biết không ổn, muốn dừng lại nhưng không được. Cứ tiếp tục như vậy nữa, Xâm La Tử Ấn sẽ phản vệ kinh mạch của Mộc Trần. Những người xung quanh đều thờ ơ, vốn dĩ họ có thể gọi Mạc Sư đến giúp đỡ Mộc Trần. Nhưng bọn họ đều thờ ơ, ngồi cười trên nỗi đau của người khác. Tưởng là nam chính sắp xong đời rồi, nhưng trong cái rủi lại có cái may. Hắn chậm rãi áp chế phản phệ, cũng may vì trước đó tu luyện đại phù đồ quyết nên mới hóa giải được nguy cơ và tu luyện thành công. Linh khí xung quanh giảm đi đáng kể, La Thống rất không vui vì điều này. Gã cho rằng một người vừa mới tiến vào thiên giới đã dám tới khu trung tâm này làm càn. Quy củ của tụ linh trận này là người mới không thể tới. Cho dù là thiên tài có được tư cách tiến vào linh lộ cũng không thể phá hỏng quy củ. Thiên Nhi phản bác ngược lại, vốn dĩ cái quy củ này là do đám người này tự đặt ra mà thôi. Mục đích chính là để bắt nạt người mới. La Thống nghe vậy cũng đồng ý, nam chỉ muốn ở đây tu luyện cũng không phải là không thể. Nhưng phải đánh bại một học viên cũ, chẳng hạn như đánh bại gã thì gã sẽ không có ý kiến nữa. Thiên Nhi nghe vậy, liền biết đối phương đang kiếm chuyện, không muốn để Mộc Trần dây dưa vào tên này nên rủ hắn rời đi. Nhưng vừa mới đi được mấy bước thì La Thống đã nhảy ra chặn đường, đồng thời khiêu khích. Cho rằng Mộc Trần chỉ biết trốn sau lưng con gái, hôm nay không tỉ thí một trận thì không được, trừ phi là quỳ xuống nhận thua. Thề trong vòng nửa năm không còn bước tới tụ linh trận này. Thiên Nhi định ra tay dạy dỗ cho tên này một trận, nhưng Mộc Trần đã ra tay ngăn cản nàng ta. Hắn rất không muốn làm ầm ĩ, nhưng cũng không thể để mặc người khác bắt nạt được.
nếu không muốn sau này ở thiên giới cũng không được yên ổn. Thế là Mục Trần liền muốn dùng tên La Thống để thử uy lực linh quyết mới học được. Gã ta nhanh chóng đáp ứng, thực lực tên này đã đạt tới linh động cảnh hậu kỳ. Thiên Nhi vô cùng lo lắng, những người xung quanh đều nghĩ rằng hành động của nam chính là ngu ngốc, chỉ khiêu khích một chút thôi, thế mà hắn thực sự dám khiêu chiến với học viện cũ. Vậy nhưng vẫn có một vị sư huynh khen ngợi sự dũng cảm của Mục Trần. La Thống nhanh chóng xông lên, Mục Trần ngăn cản, sau đó liên tục tay đấm chân đá, hai bên trao đổi chiêu thức, không ai chịu nhường ai. Trong thời gian ngắn khó mà phân được thắng bại. La Thống quyết định sử dụng ra Đại La Kiếm Quyết, đó là linh quyết trấn thủ của La Vực. Mục Trần thì lấy ra Xâm La Tử Ấn để đối chọi lại. Hai bên giằng co kịch liệt, linh quyết của La Thống bị đánh nát. Thắng bại đến đây đã phần, Mục Trần chắp tay cảm tạ vì đối phương đã nhường. Mặc Lĩnh đi ra ngoài chào hỏi, gã ta chính là người đã coi trọng nam chính, cho nên muốn kết bạn giao lưu, đồng thời còn muốn hắn gia nhập tổ đội, tu luyện ở Bắc Linh Chi Nguyên. Mục Trần cũng chưa biết đối phương có ý tốt hay ý xấu nên từ chối, dù sao hắn cũng đã nhận lời gia nhập tổ đội của Thiên Nhi rồi. Mở đầu tập thứ 5 là khung cảnh của Bắc Linh Chi Nguyên. Bắc Linh Chi Nguyên tọa lạc tại phía tây bắc của Bắc Tiền Cảnh. Bên trong ẩn giấu nguy cơ trùng điệp, nhưng cũng mang tới đủ loại cơ duyên. Đám người mạo hiểm liều mạng tới đây, thám hiểm không ngớt, có người thu được cơ duyên khiến bản thân một bước lên mây, mà phần nhiều thì lại mai táng dưới gió tuyết. Chỗ sâu trong Bắc Linh Chi Nguyên có nhiều linh thú trung cấp, thực lực linh luân cảnh sinh sống, còn có linh thú cao cấp có thể so với cường giả thần phách cảnh, cho nên lần tu hành này chỉ cần hành động ở rìa ngoài. Hai người một đội liên thủ săn giết linh thú cấp thấp, thu hoạch tình phách. Cuối cùng theo số lượng tình phách linh thú thu được để xếp thành tích. Tiểu đội 3 hạng đầu, mỗi người sẽ nhận được một viên uẩn linh đan. Phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà linh thú cấp thấp cũng đã có thực lực linh động cảnh, không hề dễ đối phó chút nào. Nếu muốn lấy được thành tích tốt trong lần đi săn này thì phải hợp tác tốt với đồng đội. Nếu như không cẩn thận là vạn kiếp bất phục, xuống đất mẹ nghỉ chơi ngay lập tức. Rất nhanh, trận tu hành cũng được bắt đầu, các học viên lập tức phân tán ra mọi hướng hành động. Đi được một đoạn, bọn họ bắt gặp hai con khủng long to xác. Mỗi người sẽ chia nhau giải quyết một con, bởi vì da của nó quá dày nên Mục Trần hoàn toàn không thể làm gì được. Chỉ tới khi tìm thấy điểm yếu là ở dưới cổ thì mới tiêu diệt được. Nhờ sự phát hiện này mà bọn họ nhanh chóng hạ gục được hai con yêu thú, sau đó thì thu lấy tinh phách của linh thú. Hai người tiếp tục tiến sâu vào bên trong. Trong thời điểm này, các tiểu đội khác cũng săn giết được một vài con yêu thú. Buổi tối, Mục Trần muốn tranh thủ tu luyện đạo tử ấn thứ hai của Xâm La Tử Ấn nhưng bị thất bại. Trước đó, hắn đã diện kiến Mạc Sư và được ông ta cho biết muốn ngưng tụ ra đạo tử ấn thứ hai thì không phải chuyện đơn giản. Điểm lợi hại của linh quyết này là sau khi tu thành nhiều tầng ấn có thể chồng chất lên nhau. Như vậy mới có thể phát huy ra thực lực thực sự của nó. Đáng tiếc là Mạc Sư chỉ tu luyện đến tầng thứ ba thì bị phản vệ. Mục Trần thì khác, hắn tu luyện Đại Phù Đồ Quyết nên nghĩ rằng Đại Phù Đồ Quyết đó nhất định có thể dẫn dắt tu luyện Xâm La Tử Ấn. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi thì Liễu Mộ Bạch lại sản xuất linh thú. Hắn ta suy đoán ban đề mới là thời điểm linh thú cấp thấp hoạt động mạnh. Hắn và Hồng Lăng đã săn giết được tổng cộng 10 con, thu được 10 viên tình phách. Đang vui mừng thì thu hoạch rất tốt, thì bọn họ lại đụng độ một con ngân sắc long báu, linh thú cao cấp, sinh sống ở chỗ sâu Bắc Linh Chi Nguyên. Chẳng biết tại sao hôm nay lại mò ra ngoài. Hai người họ đành phải ẩn núp sau phía tảng đá. Liễu Mộ Bạch không muốn bỏ qua cơ hội tốt này. Nếu chém giết được nó thì hạng nhất chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Thế là hắn yêu cầu Hồng Lăng ra ngoài thu hút linh thú, còn mình thì sẽ thừa cơ tấn công bất ngờ. Hồng Lăng không dám cãi lời nên đành phải ra ngoài dụ địch. Hắn ta vừa định xông lên tấn công thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ đang tới gần, thế là phải ẩn núp. Hồng Lăng biết lần này chơi liều rồi, nàng ta vội vàng tìm nơi lẩn trốn. Cũng may là một tên cường giả xuất hiện, khái chỉ cần dùng một chiêu chém giết ngân sắc long báu. Nếu chậm thêm một chút nữa thì Hồng Lăng đã bị nó tấn công rồi. Tên kia cũng đang bị đám người nào đó truy đuổi nên nhanh chóng rời đi. Thế là Liễu Mộ Bạch và Hồng Lăng may mắn giữ được cái mạng. Nàng ta vô cùng tức giận vì hành động sợ chết quên bạn của Liễu Mộ Bạch. Rất nhanh sau đó, đám người truy đuổi cũng chạy tới. Không ngờ bọn họ lại là người của Liễu gia. Dẫn đầu là tam thúc của Liễu Mộ Bạch. Theo lời của lão thì tên bỏ chạy chính là Huyết Đồ. Gã trộm lấy một vài món đồ quan trọng của Liễu Vực. Liễu Mộ Bạch muốn cùng bọn họ truy đuổi Huyết Đồ. Thế là cả đám nhanh chóng chia ra vài đường truy đuổi. Đến khi trời sáng, Mục Trần và Thiên Nhi bắt đầu khởi hành săn giết linh thú. Vừa di chuyển được một đoạn thì cũng đụng độ xác của ngân sắc long báu. Thế là nam chính tranh thủ thu lấy huyết dịch của nó. Nghe động tĩnh ngay gần đó,
hai người nhanh chóng qua xem thử. Hóa ra là hai vị học viên đang bị một nhóm người bao vây. Dẫn đầu là một cô gái tên là Lôi Âm. Nàng ta đang nhắm tới học viên của Bắc Linh Viện. Đến đây thì tập phim đã hết rồi. Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Các bạn hãy đón xem tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video sau.